siêu âm không, làm hết mà, làm tất cả mọi thứ mà. Dầu quấn cổ ấy nhá, đây này, đây đây, dầu quấn cổ đấy. Lần trước đẻ thường ý. Vâng. Ừ, chẳng sợ. Cứ theo dõi. Đi tim thôi, nhỉ. Tim thai này 157 tinh hoàn nó về rồi chứ. Ok, tinh hoàn nó xuống biển rồi đây. Chu vi bụng chiều dài xương đùi ra bám mặt sau nhé, bình thường. Chu vi đầu cân nặng khoảng 2 cân 3, 2 cân 4, chụp này cứ nằm yên đấy nhé. Ừ, bình thường. Đưa trước đẻ bao cân? Bây giờ phải chịu khó đi xuông hơn đấy nhé. Vâng. Cái đầu mũi của nó này, mắt này. Dây rau nó vắt qua được một tí này, miệng này. Cái dây rau này. Đấy, không làm sao đâu. Cái dây rau này. Hiển thai nằm nghiêng ấy. Nhỉ? Đây, cái dây rau này. Tôi chụp vậy. Đây này, dây rau lần vẩn đây này. Đấy, nó lần vẩn thế thì nó vắt qua trước mặt ấy, nhìn nó không được đẹp nhưng không làm sao. Không ảnh hưởng gì đâu. Quấn quanh cổ đi có thì trước mắt không vấn đề gì, cứ theo dõi nhỉ. Đấy, mặt đã nhìn nó mặt chưa? Cái mặt đây, dây rau nó vắt qua đây. Nó không có dây rau thì nhìn rất chi là đẹp, nó có thì nó hơi khuyết khuyết một tí nhưng không sao. Xem lại lần nữa đây. Đấy. Mặt mũi bình thường nhé, cái dây rau này. Ổn nhé.